Xin chào mọi người nha. Xin giới thiệu cho mọi người cái chiếc Moto Rebel 170 phân khối. Xe này mâm đũa, tăng đĩa. Mâm xe nước sơn còn rất là đẹp, rất là mới nha. Đây là Moto Rebel 170 phân khối nha. Xe nước sơn rất là đẹp, rất là mới luôn, không vết trầy xước luôn. Xe này máy mạnh lắm, chạy vọt nhẹ, tăng đĩa trước sau phanh rất là an toàn luôn. Xe này mua về là sử dụng thôi. Cái mẫu này là mẫu vừa nên rất thích hợp cho anh em chạy đi xa, ngồi dáng ngồi rất là thoải mái luôn nè. Có yên dựa sau, không có sợ người sau ngồi không có mỏi lưng nè. Xe này 170 nên chạy rất là mạnh luôn nha. Xe này là đi cà phê đi phượt ok luôn. Ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0906 859 709 nha. Hoặc qua cửa hàng của mình ở hẻm 143 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Alo, mình đón với nhà xem ha. Trong xe loại này mua về chạy thôi. Ngoài ra bên mình còn có dòng 125, 150 nữa nha. Anh em tới lựa chọn chiếc nào thích phù hợp. Ốc ít còn sáng trăng luôn nè, đó, thấy chưa? Nhìn rất là đẹp luôn ha. Mẫu Delete nè, rất là đẹp luôn nè. Xe còn đẹp lắm nha. Moto Rebel 170 phân khối. Xe này vẫn sử dụng bằng A1 nha. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường hết. Đèn kèn còi xi nhan đầy đủ nha.